Cô đẹp Phúc Tấn xin giới thiệu với toàn thể các quý anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em lại giới thiệu với anh chị một siêu phẩm anh chị nhá. Sau một lúc màn rèm đây là một siêu phẩm của nhà em. Em sẽ kéo ra cho anh chị xem một tác phẩm siêu đẹp của nhà em anh chị nhá. Và em bắt đầu kéo đi ạ. Rất là tuyệt vời tác phẩm này. Đó. Rồi ok ạ. Một cặp tùng bonsai, tùng Đài Loan rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn anh chị nhá. Hàng đục rất là kỹ và rất là đẹp ạ. Đục theo thế tùng Đài Loan. Anh chị cũng biết rồi ạ. Vì cái hàng này thì đục tốn rất là nhiều công mới đục được nhá. Đấy, rất là nhiều thời gian đấy ạ. Và không phải người thợ nào cũng đục đâu. Đục được đâu ạ. Vì cái hàng này phải hàng nghệ nhân đục thì mới đục được. Và đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh chị một chút về hai cái tình tùng bonsai này. Đấy. Đầu tiên em giới thiệu với bình tùng bên trái trước cho màn ảnh của anh chị là bình bên trái này. Bình này thì bên em đục cái tán này. Đấy, tán rất là đều, rất là đẹp anh chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ, anh chị nhìn không ạ. Và đây ạ, bên em đục những cái tán này. Đây là cái ngọn này anh chị nhá, đây là ngọn này, tùng là cái ngọn. Không phải cái ngọn ở dưới này đâu ạ, cái ngọn dưới này là không phải nhá. Ngọn này em là cái ngọn trên này này. Tùng, cái tùng là ở ngoài đời thì cái đất cằn cỗi thì cây tùng nó vẫn đâm chồi lẻ độc lên được và vẫn phát tán cảnh lên rất là đẹp và nó cũng có ý nghĩa. Cây tùng thì có ý nghĩa là phong thủy thì là thể hiện cho người quân tử. Thứ hai nữa là vươn lên rất mạnh mẽ trong cuộc sống, trong đời sống á. Thì cây tùng này thì ở ngoài đời thì nó sống vào những cái thời tiết khắc nghiệt nhất thì nó cũng sống được lên và nó sẽ tươi tốt phát triển lên ạ. Và ý nghĩa ở ngoài đời cũng vậy ạ. Nhưng ngoài đời thì vượt anh chị nào chơi bức tùng này thì nó sẽ phong thủy là sẽ vượt được mọi cái rào cản, mọi cái khó khăn trong công việc của mình ạ. Và lúc nào cũng vươn lên, sẽ vươn lên được thành công mới ạ. Và cây tùng này còn thể hiện cho người quân tử ạ. Đấy anh chị nhá. Và em sẽ quay sát vào từng tán cho anh chị xem này. Đấy, những người nghệ nhân đục thì những cái tán chấm chấm này, những cái vạch chấm tán này đục rất là nhiều các chi tiết chấm này ạ. À, rất là nhâu công anh chị ơi, rất là nhâu công nhá, rất nhiều công và rất là nhiều thời gian. Đấy, hàng tán này đục rất là đều, rất là đẹp ạ. Và cái vân gỗ này thì anh chị nhìn cái vân cũng rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, vân gỗ thì rất là đẹp này. Đó, chất liệu của bằng gỗ bách xanh nha anh chị nhá, bách xanh Mộc Châu. Cái này là Sơn La Mộc Châu đấy ạ. Và mùi rất là thơm. Một loại gỗ có mùi rất là thơm anh chị nhá. Anh chị nào mà chưa chơi loại gỗ này bao giờ thì anh chị hãy lên sở hữu một cặp hay là một cái bình tác phẩm này để anh chị và trưng nhà mình, để cho cái không gian của nhà mình nó sẽ có mùi hương thơm của mùi gỗ rất là đẹp và rất là hay ạ. Và khi anh chị chơi gỗ mà có những cái loại gỗ mà có mùi thơm như thế này thì rất là độc đáo và rất nhiều người muốn tìm hiểu về cái loại gỗ này. Nếu mà anh chị nào đặt ở nhà mình ai cũng hỏi và muốn sở hữu luôn ạ. Đấy, vì cái gỗ này của em mua rất là giá trị. Rất là giá trị anh chị nhá, hàng này không có nhiều đâu ạ. Và đây em giới thiệu thêm cái tùng ở bên tay phải màn hình của anh quý anh chị ạ. Đây cái tán ở trên này anh chị ạ. Đấy, tùng cái tùng là phải có ngọn anh chị nhá, phải có ngọn ở trên nhá. Ngọn ở trên thì lúc nào thì cũng phải để nó đâm chồi lẻ lộc lên trên, phát triển lên trên chứ không phải là ngọn ở đầu này đâu. Đầu này là cái ngọn mận cũ và cái ngọn trên là phát triển lên trên, là cái ngọn trên này là cái ngọn. Đấy. Bên em đúng không nào phải có cái ngọn lên trên thì nó cũng phát triển lên trên được. Đấy, và cái vân gỗ bình này cũng khá là đẹp. Và quên em chưa đọc kích thước luôn anh chị ạ. Em đọc kích thước luôn cho anh chị đấy ạ. Kích thước của hai bình này thì em cũng đọc xem như nhau thôi. Thì lệch nhau 1-2 phân không đáng kể, nhưng chiều cao thì bằng nhau ạ. Chiều cao là 71 phân. Chiều ngang là cũng bằng nhau là 63 phân. Và chiều sâu rơi khoảng tầm 29 phân. Đấy, đọc xem nhau. Và bên trái thì nó hơi to một chút. Rồi cũng không đáng kể, nhìn ở đây em đặt sát vào đấy chị có thể phát hiện ra thôi. Chứ còn anh chị mà đặt xa một chút thì cũng khó phát hiện lắm. Vì kích thước này bên em làm cũng nó tương đối gần nhau. Chứ hàng này của em đọc và hàng đục tay 100% thì căn theo cái thế gỗ á. Cái thế gỗ tự nhiên của gốc cây thì nó không thể là chuẩn xác 100% được. Thì bên em căn như thế này thì nó khá là tương đối là đẹp rồi đó. Rất là tương đối rồi. Đấy, đây là mặt trước của tác phẩm này thì em để quay là sau mà chung đằng sau nhé. Cái đằng sau thì em lại khó quay bạn.
em có một mình thôi. Đây là cứ quay cho anh chị nhá. Đây ạ, đây là mặt sau anh chị nhá. Mặt sau hai tác phẩm này vân gỗ rất là đẹp ạ, bình vân gỗ rất là đẹp. Và rất là thơm anh chị nhá. Loại gỗ bách xanh này, mộc châu này rất là thơm đấy ạ. Nên anh chị nào mà chơi những hàng này thì không bao giờ sợ là cái phòng của mình nó không đẹp đâu ạ. Rất là đẹp và rất là thơm luôn ạ. Và cái bình này thì em bán một cặp này là 30 triệu anh chị nhá. 30 triệu là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị nào chốt tác phẩm thì liên hệ với em qua số điện thoại của đồ gỗ Phúc Tuấn của bên em ạ, 0389 889968 anh chị nhá, để được tư vấn và gửi hình chụp ảnh trực tiếp để cho tất cả các anh chị và mọi người biết về cái tác phẩm này kỹ hơn. Đấy. Và đây em sẽ đặt cái logo của nhà em lên đây, số điện thoại của nhà em ạ. Đấy, gỗ đẹp Phúc Tuấn của bên em ạ, số điện thoại và Zalo lên chị nhá. Anh chị có thể kết bạn Zalo với số đó của em. Rồi. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của đồ gỗ Phúc Tuấn bên em thì anh chị hãy đăng ký kênh YouTube của bên em nhé, để anh chị được cập nhật những cái mẫu mới và những cái hàng tượng rất là đẹp và đặc sắc của bên em đưa lên để cho anh chị ngắm ạ. Và một lần nữa thì em sẽ cảm ơn các chị anh chị rất là nhiều đã đến xem và ủng hộ bên đồ gỗ Phúc Tuấn của bên em trong vài năm qua, thì rất mong được sự ủng hộ cho anh chị nhiều nhiều hơn nữa, và cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.